Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Chiều ngày 23 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành liên quan để chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì buổi làm việc. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 tháng 7 năm 2018. Với nhiều nội dung quan trọng, kỳ họp sẽ nghe, xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân huyện, đồng thời sẽ ban hành các nghị quyết, đề án quan trọng. Để đảm bảo tốt mọi điều kiện phục vụ kỳ họp, công tác chuẩn bị báo cáo tài liệu phải gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân trước ngày 20 tháng 6. Các ban Hội đồng Nhân dân huyện thẩm tra từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6. Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân hoàn chỉnh in ấn trước ngày 29 tháng 6. Hoạt động tiếp xúc cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Các xã, thị trấn tổ chức cho các tổ đại biểu tiếp xúc từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung làm rõ thêm tình hình, công tác chuẩn bị, tính khả thi của các đề án dự kiến sẽ thông qua, trao đổi thảo luận một số vấn đề liên quan đến nội dung các nghị quyết dự kiến sẽ thông qua để khi ban hành có tính khả thi cao. Các nghị quyết, đề án dự kiến sẽ được ban hành trong kỳ họp tới phải được tính toán, soát xét kỹ từ nhu cầu, thẩm quyền và khả năng thực hiện. Vì vậy, các ngành chức năng, đơn vị có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc trước khi trình Hội đồng Nhân dân huyện xem xét thông qua. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện yêu cầu các ban ngành thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đã thống nhất. Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban cơ quan chức năng, đảm bảo về trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành tiếp xúc cử tri theo lịch đã thông báo. Sau buổi làm việc này, đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân sớm hoàn thiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Sáng ngày 25 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Liên Hương, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phan Hồng Yến, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các địa phương và đông đảo phụ huynh học sinh. Hiện nay, việc phổ biến các điểm cung cấp dịch vụ truy cập Internet công cộng, độ phủ sóng mạng lưới Internet và sóng di động, trẻ em dễ dàng tiếp cận trò chơi điện tử và mạng xã hội. Đây là điều kiện để các em hòa nhập thế giới công nghệ số, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em. Với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, tháng hành động vì trẻ em năm 2018 nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, gia đình và của chính các em trong việc thực hiện tốt luật trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường mạng. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang đã kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng luật trẻ em, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 20 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phổ biến các kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh cho người chăm sóc trẻ em, thực hiện mùa hè an toàn cho trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban Nhân dân xã Đức Hương đã trao tặng 55 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả chương trình hoạt động 5 tháng đầu năm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2014-2019. Tới dự có các đồng chí Trần Đức Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong 5 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền vận động được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú.
kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động quỹ vì người nghèo, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố nền quốc phòng an ninh ở địa phương. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận huyện triển khai thực hiện tốt. Hệ thống tổ chức của Mặt trận cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở từng bước có sự đổi mới và mang lại kết quả tích cực. Tiêu biểu trong các hoạt động có đơn vị xã Sơn Thọ, Ân Phú, Đức Hương, Đức Bồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công tác Mặt trận trong 5 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là công tác tuyên truyền vận động tuy được chú trọng nhưng có nội dung vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số phong trào triển khai nhưng chưa được duy trì thường xuyên, chưa bền vững, chưa huy động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra phương hướng và chương trình hành động phối hợp công tác Mặt trận năm 2018. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Theo đó, các ông Bùi Duy Hoàn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện và ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2014-2019. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Chiều ngày 21 tháng 5, Đảng ủy xã Đức Bồng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQ-TVĐUP ngày 5 tháng 8 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 và 9 năm thực hiện nghị quyết số 08 NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện các ban ngành, các xã thị trấn trên toàn huyện. Đức Bồng là xã miền núi thuộc vùng trung tâm của 6 xã vùng hạ huyện Vũ Quang, diện tích tự nhiên trên 1.370 ha. Trong đó, diện tích nông lâm nghiệp gần 700 ha. Toàn xã có 8 thôn, 990 hộ với 3.403 nhân khẩu. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, bộ mặt nông thôn mới của xã Đức Bồng đã có nhiều khởi sắc. Xã đã thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Giao thông nông thôn được đầu tư chú trọng, nâng cấp. Hạ tầng thủy lợi từng bước được tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại. Mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh, tạo động lực để phát triển sản xuất. Hệ thống trường học được quan tâm đầu tư nâng cấp, cơ sở vật chất y tế được tăng cường, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân từng bước được nâng cao. Đảng bộ, chính quyền xã cũng đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị xã hội ở nông thôn, nhất là hội nông dân. Kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết, sản xuất nông nghiệp tăng trên 46 tỷ đồng, sản lượng lương thực tăng trên 170 tấn, đàn trâu bò tăng 840 con, đàn lợn tăng trên 1.130 con, đàn gia cầm tăng gần 22.000 con, diện tích cây ăn quả tăng 309 ha, xây dựng chợ bổng đạt quy mô chợ hạng 3. Toàn xã đã nâng cấp xây mới được gần 47 km đường bê tông xi măng, kiên cố hơn 7 km kênh mương nội đồng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới đạt 100%, các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế được đầu tư xây mới hoàn toàn đạt chuẩn theo quy định, 100% thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,52%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 32 triệu đồng, tăng 25 triệu so với năm 2008. Tỷ lệ người dân được đào tạo nghề tăng 595 lượt. Toàn xã thành lập mới 5 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác, 9 doanh nghiệp. Nhờ triển khai thực hiện tốt nghị quyết 26 nên nông nghiệp của xã Đức Bồng phát triển khá toàn diện, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ ghi nhận và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 tại xã Đức Bồng. Nổi bật là sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giá trị sản xuất từ cây chủ lực là cây cam đã mang lại hiệu quả kinh tế khá rõ nét, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, là một trong những tiêu chí quan trọng giúp Đức Bồng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Đức Bồng tiếp tục đồng thuận, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tạo sự chuyển biến và khởi sắc của vùng quê, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới của xã nông thôn mới. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Đức Bồng đã khen thưởng một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 26 NQTVĐUP. Sáng ngày 24 tháng 5 2018, tức ngày 10 tháng 4 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũ Quang đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 Dương lịch 2018 tại Chùa Ngọc Quy, xã Đức Giang. Tham dự đại lễ và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí Lê Mạnh Kiều, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Quốc Đạt, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các phòng ban ngành liên quan. Chứng minh đại lễ có sự hiện diện của Đại Đức Thích Tâm Phương, trưởng Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, cùng các Đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh và đông đảo thiện tín trên địa bàn. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cử hành lễ niệm Phật cầu quốc thái dân an, đọc diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của lễ Phật đản Phật lịch 2562 Dương lịch 2018. Thông điệp nhấn mạnh đến các yếu tố đoàn kết dân tộc, hoạt động đúng hiến chương giáo hội, pháp luật nhà nước vì mục tiêu sống tốt đời đẹp đạo và kêu gọi tăng ni Phật tử làm tốt những lời chỉ dạy của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự. Trong đó thông điệp nêu rõ, tăng ni Phật tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại. Phát biểu tại đại lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chúc các tăng ni Phật tử đón mừng Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, đồng chí cũng đã ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vũ Quang trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của huyện nhà. Mong muốn các vị chức sắc, tăng ni và đồng bào Phật giáo trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt hơn nữa phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chung tay góp sức nhiều hơn nữa vào những hoạt động ích nước lợi dân, góp phần đưa quê hương Vũ Quang ngày càng giàu mạnh. Đại lễ đã tiến hành dâng hương, dâng hoa khấn Phật và tham gia các nghi lễ truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, chúng sinh an lạc. Chiều ngày 23 tháng 5, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Vũ Quang tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tham dự có các phòng công an tỉnh, lãnh đạo, cán bộ công an huyện, cấp ủy, chính quyền và đông đảo bà con nhân dân thị trấn. Thời gian qua, lực lượng công an huyện, công an thị trấn đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, hình thành điểm nóng. Tình hình tội phạm được kiểm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt cao, đã quyết liệt xử lý các vi phạm về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tai nạn giao thông được kiểm chế và làm giảm, nhất là làm tốt công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, bà con nhân dân đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Tuy nhiên, bà con nhân dân cũng bày tỏ một số vấn đề còn bức xúc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở, như tình trạng bài bạc, trộm cắp tài sản của nhân dân, nhất là trộm chó, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường. Qua đó đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo công an huyện và lãnh đạo công an thị trấn Vũ Quang đã cảm ơn sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ và đóng góp ý kiến của bà con nhân dân và nghiêm túc tiếp thu, mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa của nhân dân để lực lượng công an từ huyện đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, sáng ngày 25 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 cho cán bộ cốt cán công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Theo đó, tại lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở trong toàn huyện đã được nghe đồng chí Lê Văn Chí, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, quán triệt chuyên đề công đoàn đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Nghe đồng chí Lê Thị Bình, trưởng ban tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, quán triệt chuyên đề những vấn đề cơ bản về công đoàn Việt Nam, công tác tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Cũng trong chương trình tập huấn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông qua các thông tư, nghị định và nêu lên những vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác công đoàn, nhất là vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội. Thông qua lớp tập huấn, đây là dịp để cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn, nhất là đối với cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn huyện trong tình hình mới. Sáng ngày 22 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018. Về dự có đồng chí Phan Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Năm học 2017-2018, Trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận có 18 lớp với 576 học sinh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đảm bảo, nhưng tập thể sư phạm nhà trường đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động và các phong trào thi đua của ngành như cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường cũng đã tăng cường công tác giáo dục lồng ghép, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường lành mạnh cho các em học sinh tham gia, góp phần nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học. Với những cố gắng, nỗ lực của thầy và trò, kết thúc năm học 2017-2018, nhà trường có 46 em học sinh giỏi toàn diện, 363 em học sinh tiên tiến, 31 em học sinh giỏi tỉnh. Tại lễ tổng kết, Trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận đã trao tặng giấy khen, phần thưởng cho giáo viên và học sinh lớp 10 và 11 có thành tích cao trong giảng dạy, học tập năm học 2017-2018. Trong dịp này, nhà trường đã tổ chức cho 200 em học sinh khối 12, khóa 6 trưởng thành và ra trường. Đoàn trường Trung học Phổ thông Cù Huy Cận cũng đã tiến hành bàn giao học sinh khối 10, 11 về cho đoàn cơ sở và chính quyền các địa phương quản lý trong dịp hè. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần làm giảm đáng kể tai nạn giao thông. Đây là hình ảnh trong buổi tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ do đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang phối hợp với đoàn thanh niên thị trấn Vũ Quang và đoàn trường trung học phổ thông Vũ Quang tổ chức cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn và đoàn viên thanh niên trường trung học phổ thông Vũ Quang. Mặc dù thời tiết khá nóng nực nhưng đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên các đơn vị. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan, quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, các quy định về xử lý vi phạm hành chính về vi phạm an toàn giao thông và cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, đồng thời hướng dẫn mọi người khi tham gia giao thông như thế nào là đúng, khuyến cáo những lỗi vi phạm mà người tham gia giao thông hay mắc phải như người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông, chở quá số người quy định, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không có giấy phép lái xe, đi dàn hàng 3, hàng 4, nghe điện thoại, cầm ô che, kéo đẩy xe khác, và mức xử phạt với các hành vi vi phạm trên. Qua những buổi tuyên truyền như thế này đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tham gia giao thông. Tuổi trẻ thị trấn chúng tôi đã rất là tích cực trong cái việc tham gia phối hợp với ban công an, đặc biệt là đội cảnh sát giao thông huyện và chi đoàn trường trung học phổ thông Vũ Quang, thông qua các cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Và đặc biệt là trong cái quá trình tổ chức tuyên truyền phổ biến thì các cái đồng chí tuyên truyền viên đã
đưa ra các cái dẫn chứng cụ thể về các cái vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn, mà trong đó lỗi là hoàn toàn là do ý thức của người dân. Do đó thì thông qua các cái buổi tuyên truyền này thì đã làm cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là tuổi trẻ thì chúng tôi là đã nhận thức rõ hơn và thực hiện đúng cái luật giao thông đường bộ hơn. Để kết quả tuyên truyền đạt cao, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan đoàn thể như các trường học, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ để tổ chức các buổi tuyên truyền đến các hội viên, đồng thời lựa chọn các nội dung phù hợp theo từng đối tượng như tổ chức tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, sử dụng hình ảnh cụ thể về các vụ tai nạn để người dân dễ hiểu, thi hỏi đáp các câu hỏi luật giao thông đường bộ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ, thu hút hơn 3.000 lượt người dân và các em học sinh tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ đến tận người dân, thời gian qua đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tình hình chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, làm giảm tình trạng vi phạm, từng bước nâng cao ý thức của người dân. Đội cảnh sát giao thông công an huyện cũng đã triển khai phối hợp với công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, giải tỏa các ki-ốt lấn chiếm, chợ họp trên đường, đảm bảo đường thông hè thoáng, không để các ki-ốt lấn chiếm lòng lề đường, che khuất tầm nhìn, gây ra tai nạn giao thông. Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông cũng được đội cảnh sát giao thông triển khai thực hiện khá thường xuyên. Việc xử phạt, xử lý hành vi vi phạm giao thông vừa đảm bảo tính răn đe, giáo dục, vừa đảm bảo không xử phạt sai, gây khiếu nại, khiếu kiện. Bác thì thường xuyên tham gia thao giao thông trên đường, nhưng mà thường xuyên thì bác là chấp hành nghiêm đầy đủ cái luật về an toàn giao thông, về trật tự giao thông, đi là đảm bảo đúng luật, xe là đảm bảo là đầy đủ các giấy tờ tùy thân. Trong gia đình này cứ dặn vợ con là cứ đã lên xe là phải đội mũ, trước khi thế đội mũ là bảo vệ cho mình. Trong khi mình tham gia giao thông thì mình dự là mình đi trên tuyến đường thì mình ý thức là để cho an toàn là các người khác, chẳng phải là cả, nói chung bởi vì bản thân mình là một, nhưng mà về các cái người khác tham gia trên đường giao thông thì phải ý thức mỗi người một tí để là an toàn, để cho tốt hơn. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nên trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự về an toàn giao thông trên địa bàn được đảm bảo, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm đã giảm đáng kể, nhất là hạn chế được tình trạng học sinh đi xe máy đến trường khi chưa đến tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, đi dàn hàng 3, hàng 4. Đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang cũng đã tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông với trên 2.000 em học sinh, đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát trên các trục đường, qua đó lập biên bản xử phạt 650 trường hợp. Các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông chủ yếu các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát giao thông, chở quá số người quy định, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, không có giấy phép lái xe, nộp vào ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng. Đội cũng xây dựng chương trình kế hoạch sát với thực tế để tiến hành các cái biện pháp được như là tiếp tục là công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật bằng nhiều cái hình thức, trong đó là tuyên truyền phổ biến trực tiếp qua các cái thông tin đại chúng, rồi qua các cái pano affix, đồng thời là đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông, đồng thời là làm tốt cái công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông nhằm đảm bảo là đường thông hè thoáng để cho thuận tiện cho người tham gia giao thông được một cách an toàn. Với nhiều giải pháp tích cực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đội cảnh sát giao thông công an huyện Vũ Quang và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao, tin tưởng rằng huyện Vũ Quang sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Chiều ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong thời gian một buổi, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên phòng tư pháp huyện, xã, thị, phòng thanh tra, chi cục thi hành án, tòa án, viện kiểm sát,
lãnh đạo và một số đội thuộc Công an huyện, Công an xã đã được nghe Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Văn Cường quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm và những thay đổi, điểm mới của Bộ luật hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, trong tổng số 426 điều, có 72 điều mới được bổ sung, 362 điều được sửa đổi, bổ sung, 17 điều giữ nguyên và 7 điều bãi bỏ. Điểm mới cơ bản của Bộ luật hình sự đó là bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội phạm, đồng thời mở rộng đối tượng không bị áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình, hoàn thiện chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi, thay thế tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, giải đáp những câu hỏi vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết án hình sự trên địa bàn. Tối ngày 23 tháng 5, tại khách sạn Vũ Quang, Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng Việt Hà, Hội Doanh nghiệp Vũ Quang phối hợp với Phòng, Trung tâm Văn hóa huyện đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, gặp mặt với nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, nhân dịp Tố Nga và đoàn về Vũ Quang quay phim chương trình ca nhạc, chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đồng Lộc. Đến dự đêm giao lưu gặp mặt có đồng chí Phan Hồng Yến, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Nguyễn Thái Hòa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân trong huyện. Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Hà Tĩnh, tại đêm giao lưu gặp mặt cùng với chúc bà con nhân dân huyện Vũ Quang mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc huyện miền núi Vũ Quang phát triển giàu mạnh, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga đã hát tặng nhiều bài hát về Hà Tĩnh như Hà Tĩnh mình thương, sông La ngày trở lại, mời anh về Hà Tĩnh, hết sức sâu lắng, đầy cảm xúc, được đông đảo khán giả cổ vũ, chào đón nồng nhiệt. Bên cạnh đó, đêm giao lưu đã được nghe nhà thơ Phương Thảo đọc một số bài thơ do mình sáng tác, nghe một số ca sĩ chuyên và không chuyên, Trang Trần, Duyên Duyên, Lê Hùng hát nhiều bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Cũng trong chương trình giao lưu, nghệ sĩ ưu tú Tố Nga và những người bạn đã trao tặng 5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học Vũ Quang. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn, mỗi suất 500.000 đồng. Đêm giao lưu đã thực sự để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả người dân, nhất là những người yêu quý giọng hát của ca sĩ Tố Nga đã có dịp gặp mặt giao lưu, được nghe cô hát trực tiếp. Thông tin cuối. Nước hồ Ngàn Trươi, Vũ Quang được các cơ quan chuyên môn đánh giá là đạt các tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, các vùng được hưởng lợi. Theo báo cáo của Ban Quản lý Xây dựng Công trình Thủy lợi 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị chủ đầu tư công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi, qua hơn một năm triển khai tiểu dự án dọn vệ sinh lòng hồ Ngàn Trươi, đến nay nhà thầu đã hoàn tất việc dọn vệ sinh lòng hồ và đã được chủ đầu tư nghiệm thu để tiếp tục tích nước theo thiết kế. Nước hồ Ngàn Trươi được các cơ quan chuyên môn đánh giá là đạt các tiêu chí nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân các vùng hưởng lợi. Được biết, hơn một năm tiến hành tích nước, hồ chứa nước Ngàn Trươi đã đạt cốt nước 31,75m, tương đương 500 triệu mét khối nước. Để đạt được kết quả này, Lữ đoàn 185 Bộ Tư lệnh Công binh, đơn vị trúng thầu tiểu dự án dọn vệ sinh lòng hồ Ngàn Trươi đã tiến hành phát dọn trên 1.600 hectare cây bụi và rừng nghèo kiệt theo thiết kế, đảm bảo an toàn cả người và phương tiện cũng như công tác phòng cháy cho vườn quốc gia Vũ Quang. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.